tội tình. Đời con gái cũng cần dị vãng, mà em tôi chỉ còn tương lai. Mai về sau nước mắt có cạn, khi xa đời thương cho đàn con. Chiều người quên có mấy người thân, khi lìa trần Xin chào quý vị và các bạn. Trước ống kính máy quay là cặp loa Sherwin Vega có model là RE30. Đây là một model rất đẹp của hãng Sherwin Vega. Cặp loa này có vỏ thùng màu nâu, bằng màu vân gỗ nâu rất đẹp, rất sang trọng, rất phù hợp để quý vị và các bạn có thể kê đặt ở phòng khách cũng như phòng nghe nhạc. RE30 được thiết kế một bát 30, một loa chung, một loa tép. Model này cho tiếng bát rất sâu, rất dày, rất khỏe. Và đặc biệt là cặp loa này quý vị và các bạn có thể dùng nghe nhạc và dùng hát karaoke gia đình rất hay. Khi hát karaoke thì cặp loa này cho âm chung rất rộng, tiếng chép mảnh mai, rất thoát lời. Ở đây tôi đang ghép cặp loa Sherwin Vega RE30 với chiếc âm ly Cover 1090. Và model này được sản xuất tại Nhật. Cover 1090 rất thích hợp để ghép với những dòng loa Mỹ như Bose, như Sherwin Vega. Và đặc biệt là Sherwin Vega nghe nhạc thì rất hay, rất tinh tế, rất ngọt ngào. Nếu dùng hát karaoke thì các bạn chỉ cần thêm một chiếc vang, vâng, chiếc echo là quý vị và các bạn đã có thể có một bộ karaoke hoàn hảo. Hiện nay cặp loa RE30 vỏ thùng màu vân gỗ đẹp xuất sắc đang được bán tại Hùng Huyền Đông Anh với giá là 18 triệu 500 nghìn đồng. Vâng, 18 triệu 500 nghìn đồng cặp loa Sherwin Vega RE30 vỏ thùng màu vân gỗ nâu. Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến những sản phẩm zin xịn và đẹp, đặc biệt là quan tâm đến cặp loa Sherwin Vega RE30, thì xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh có bán trả góp và ship hàng trên toàn quốc. Ngoài model này thì tại Hùng Huyền Đông Anh còn rất nhiều, vâng, rất nhiều những sản phẩm âm thanh từ bình dân đến cao cấp khác. Quý vị và các bạn bớt thời gian đến với trung tâm thiết bị âm thanh Hùng Huyền Đông Anh để tận mắt thấy được những sản phẩm rất đẹp, rất xịn đang có tại đây. Tôi xin nhắc lại, mọi nhu cầu về thiết bị âm thanh từ bình dân đến cao cấp xin mời đến Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10, số 12, ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện với Bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477. Hùng Huyền Đông Anh rất hân hạnh được phục vụ quý vị và các bạn.